Tiếp nối thành công của những dòng sản phẩm Realme 9 như là Realme 9i, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus thì mới đây, nhà Realme đã cho ra mắt sản phẩm là Realme 9 tại thị trường Việt Nam. Và đây sẽ là một cái sản phẩm được độc quyền tại thế giới di động. Nói về cái sản phẩm này thì họ tập trung rất là nhiều những cái tính năng như là về thiết kế hay là camera để mà đánh vào cái đối tượng chính đó là Gen Z. Và sản phẩm này thì sẽ có những cái gì đặc biệt chúng ta sẽ cùng theo dõi trong cái clip đánh giá chi tiết sản phẩm Realme 9 các bạn nhé. Realme 9 hiện tại được mở bán độc quyền tại thế giới động với những ưu đãi giảm giá và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Các bạn có thể nhấp vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả để tham khảo thêm thông tin chi tiết nha. Cái điều đầu tiên mà đập vào mắt mình ngay đó chính là một cái thiết kế quá ấn tượng của sản phẩm này. Nói về cái cảm nhận gọi là cầm nắm trước đi thì cảm thấy cầm nó rất là mỏng nhẹ. Cảm giác là nó rất là nhẹ tay, những cái thiết kế nó được bo cong ở bốn góc, nó tạo ra một cái sự thanh lịch, nhẹ nhàng. Còn nói về cái mặt lưng thì đây nó mới gọi là cái đặc biệt. Màu vàng thì nó đẹp ngay rồi, mà mình thấy là nó còn hai phiên bản là màu trắng và màu đen nữa, mà màu trắng thì mình còn thấy đẹp hơn cơ. Cái mặt lưng chính là điểm nhấn thiết kế với một cái thiết kế là Ripple Holographic, chuyển các màu sắc khác nhau khi mà tiếp xúc với ánh sáng ở nhiều góc độ. Các họa tiết sóng biển chuyển đổi khi ở dưới nhiều góc độ ánh sáng khác nhau mang đến cái vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt và thời thượng. Cụm camera với 3 camera sau thì cũng được thiết kế rất là gọn gàng ở đây cùng với cái đèn flash. Và đặc biệt là trong cụm camera này thì sẽ có một cảm biến chính lên tới 108 megapixel. Và chúng ta sẽ cùng khám phá nhiều hơn về cái camera chính này ở phần tiếp theo các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm về góc nhìn nó rất là tốt, màu đen thì sâu và độ tương phản của màn hình cao. Bên cạnh đó thì màn hình này với cái tần số quét cao sẽ giúp chúng ta có những cái thao tác vuốt chạm mượt mà và những trải nghiệm nó cũng tốt hơn. Và kích thước lớn thì mình thấy là có thể thoải mái với những cái tác vụ giải trí hay làm việc mà không lo bị cản trở. Khi mà chúng ta xem phim hay là xem MV rồi thì chơi game nó đều thoải mái ngon lành với một cái màn hình rộng như thế này. Với một cái sản phẩm mà hướng tới đối tượng là Gen Z, một cái thế hệ mà thích chia sẻ những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc của mình lên mạng xã hội, thì cái việc chụp ảnh quay phim cũng là cực kỳ quan trọng. Và với chiếc Realme 9 này thì nó được trang bị cụm 3 camera sau với một cảm biến chính là 108 megapixel, cái camera góc siêu rộng 8 megapixel và macro là 2 megapixel, cùng với đó là camera selfie là 16 megapixel. Thực ra là với cái việc là chụp ảnh quay phim ấy thì tụi mình đã có một cái video gọi là đánh giá chi tiết camera của chiếc điện thoại này vừa được đăng lên kênh YouTube Thế Giới Di Động ngày hôm qua rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói sơ lược lại về những cái trải nghiệm của mình. Khi mà chúng ta chụp ở cái điều kiện ánh sáng ban ngày thì Realme 9 xử lý hình ảnh một cách khá dễ dàng, chế độ AI hoạt động khá là hiệu quả, giúp tăng cường màu sắc và cái độ rực rỡ cho bức ảnh. Màu sắc được tái tạo theo hướng sặc sỡ, tươi tắn, nhìn khá là nịnh mắt. Còn khi mà chụp trong nhà hay là ngược sáng thì chế độ HDR nó sẽ được tự động trên Realme 9. Nó hoạt động tương đối là chính xác và cho ra cái chất ảnh cân bằng ánh sáng và cái độ chi tiết này. Rồi thì cảnh vật bên ngoài nó đều không bị cháy lóa quá nhiều. Còn với cam chính 108 megapixel thì máy xử lý khá là nhanh và thu về một cái độ chi tiết rất là cao. Khi mà chụp xong thì bạn hoàn toàn có thể zoom lên rất nhiều mà có thể thấy được những cái chi tiết rất nhỏ trong bức ảnh, như là những dòng chữ hay là những cái ô cửa của mấy cái tòa nhà. Còn với một cái camera góc siêu rộng thì chất lượng hình ảnh nó cũng tương đối tốt. Thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ chụp được những cái background mà nó rộng lớn, chụp cảnh vật hay là mình chụp tập thể cả nhóm bạn đi chơi với nhau ấy, thì nó cũng là đều ok luôn. Và máy thì sẽ không có một cái camera riêng để xóa phông, nhưng mà nó vẫn hỗ trợ chụp chân dung khá là tốt. Khi mà chụp thì mình thấy là không bị lẹm vào những cái phần rìa như là tóc, da hay là kính của mình. Đặc biệt là vì máy cũng cùng nhà với Oppo nữa nên là mình thấy được thừa hưởng những cái hiệu ứng kiểu như là bokeh để mà có được những cái đốm sáng khi mà mình chụp ảnh chân dung trông rất là nghệ thuật. Camera selfie 16 megapixel thì nó sẽ hỗ trợ luôn những cái bộ làm đẹp ở trên cái điện thoại khi mà chúng ta chụp luôn. Thì mình thấy là nó sẽ không bị quá ảo và chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được cái mức độ tinh chỉnh. Tuy nhiên màu sắc thì mình thấy là nó sẽ nhìn có vẻ là nó trắng sáng hơn một chút. Nói chung là mình nghĩ là với cái camera này thì mình cũng hoàn toàn có thể tự tin selfie để mà đăng lên những trang mạng xã hội kiểu Facebook hay là Instagram. Còn nếu mà nói về cái khả năng chụp ban đêm thì máy cũng có hỗ trợ và nó xử lý ảnh đêm nhanh hơn mình mong đợi khá là nhiều, không mất quá là nhiều thời gian để mà xử lý.
chất lượng ảnh cho ra thì cũng tốt, ảnh được cân bằng sáng đều, không bị tối ở mấy cái góc và nó ít bị noise, cũng như là màu sắc thì tương đối sặc rỡ. Còn khi mà chụp chân dung đêm thì cũng khá là tốt, vẫn xóa phông được những cái phần hậu cảnh. Còn nếu mà nói về cái cấu hình hay là hiệu năng của sản phẩm này thì máy được trang bị cái dung lượng RAM là 8GB và dung lượng bộ nhớ trong là 128GB, cùng với đó là một con chip Snapdragon 680. Con chip này mình nghĩ là con chip gọi là quốc dân ở cái phân khúc mức giá khoảng độ 5-6 triệu quanh quẩn đó. Thì nói chung là với những cái trải nghiệm gọi là đa nhiệm hay như là làm việc bình thường, Excel rồi Drive các thứ thì mình thấy là nó thoải mái. Khi mà có thể mở nhiều tab hay là chúng ta vuốt lướt các thứ nó vẫn rất là mượt mà. Thế nhưng mà khi chơi game thì cái trải nghiệm của mình nó sẽ như sau. Khi mà mình thử với tựa game Liên Quân thì mình thấy là máy khá ấm khi chơi. Nó cũng có hỗ trợ FPS cao và chất lượng hình ảnh cao. Khi vào trận thì FPS không được ổn định cho lắm, tuy nhiên trải nghiệm game thì vẫn khá là tốt. Còn những lúc mà vào giao tranh đông người thì sẽ bị drop FPS liên tục, đôi khi tung skill sẽ bị chậm hay là bị lag. Và cái biểu đồ về FPS thì mình sẽ để ở đây để cho các bạn tự đánh giá. Còn về PUBG thì nó mới chỉ hỗ trợ mức đồ họa là mượt, tốc độ khung hình là cao, hoặc là đồ họa cân bằng, tốc độ khung hình là trung bình. Còn về biểu đồ FPS thì mình sẽ để ở đây để các bạn cùng xem. Về cái trải nghiệm chơi thì mình thấy là dừng ở cái mức nó gọi là khá ổn trong tầm giá này thôi. Khi mà di chuyển hay là nhặt đồ bình thường thì nó cũng còn tương đối mượt mà. Nhưng mà với những cái tình huống mà mình gọi là mình vào bo, mình bắn nhau, hay là những cái tình huống mà mình di chuyển bằng các phương tiện kiểu mình lái xe rồi trèo tường các thứ, thì mình thấy là nó vẫn còn hơi giật lag một chút, và đặc biệt là vì cái đồ họa của nó không được cao, thế cho nên là cái hình ảnh nó loát ra nó vẫn còn hơi chậm. Đôi khi là nếu mà địch ở xa quá thì chúng ta cũng sẽ không nhìn thấy được địch, và nó sẽ gọi là hơi khó cho người chơi một chút. Nói chung là mình nghĩ là kiểu nếu mà bạn nào mà gọi là mới tập chơi hay là chơi kiểu để giải trí bình thường thôi thì ok, chúng ta có thể sử dụng cái máy này thì nó vẫn chơi được. Và bên cạnh đó, nếu mà các bạn chơi lâu lâu một tí, cỡ khoảng độ 4-50 phút gần một tiếng ấy, thì mình cũng sẽ thấy là máy nó sẽ hơi ấm nóng một chút. Và đó chính là những cái trải nghiệm của mình về những cái tựa game như là Liên Quân hay là PUBG Mobile. Và cái cuối cùng mà người dùng sẽ quan tâm đó chính là pin và sạc. Thường thì Gen Z chúng mình cũng là những cái người mà hay để quên sạc, nên cái dung lượng pin nó cũng phải rất là cao để mà có thể yên tâm cho cái máy này nó hoạt động suốt một ngày dài nếu mà chúng ta quên mang sạc. Thì dung lượng pin của máy là 5000 mAh. Thì đây là cái biểu đồ về thời lượng sử dụng pin mà chúng mình đã sử dụng với đủ mọi tác vụ. Và cái máy này thì nó sẽ được hỗ trợ là sạc nhanh là 33W. Thì với cái sạc này, ở trong khoảng độ nửa tiếng chúng ta sẽ có thể sạc được đầy khoảng độ 50% pin. Và mình thấy với cái tốc độ sạc này thì rất là ok. Và đó chính là những cái trải nghiệm khi mà mình sử dụng con máy này để mà đánh giá chi tiết. Thì vẫn là với những cái điểm ưu điểm của nó, của dòng Realme, đó chính là một cái thiết kế nó quá là trẻ trung bắt mắt, nó quá là đẹp, nó quá là độc đáo đây. Mình phải dùng cái từ là độc đáo, đặc biệt là cái mặt lưng này. Và cái ưu điểm thứ hai đó chính là cái cụm camera của nó, đặc biệt là cái camera 108MP, thì nó cũng là một trong những cái mà gọi là cao nhất ở cái phân khúc này. Tuy nhiên, nếu mà nói những cái điểm mà mình chưa ưng ý thì đó chính là con chip Snap 680. Khi mà chơi game trên máy này thì mình cảm thấy là nó vẫn còn chưa thực sự là mượt mà, nó vẫn còn khá là giật lag khi mà chúng mình chơi game, và gần như là nó chỉ có thể chạy được những cái tác vụ đơn giản, những cái tác vụ đa nhiệm bình thường thôi, hoặc là chơi những cái tựa game nhẹ hơn như là kiểu Asphalt hay Liên Quân thôi. Còn nếu mà chơi PUBG Mobile thì mình vẫn cảm thấy là nó còn giật lag khá là nhiều, đồ họa nó cũng chưa được sắc nét. Và đó chính là những cái trải nghiệm của mình. Còn các bạn thì nghĩ sao? Hiện tại thì máy cũng đang có một cái mức giá ưu đãi và đang được độc quyền tại Thế Giới Di Động. Nếu mà các bạn quan tâm tới sản phẩm này thì hãy lên ngay website của Thế Giới Di Động để nhận thêm thông tin chi tiết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.